Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ ba ngày 17 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị trong 10 phút sắp tới của chương trình với những tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hưng Yên về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu. Tại buổi làm việc, tỉnh Hưng Yên đề nghị đoàn công tác Chính phủ quan tâm giải quyết về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, điều chỉnh một số nội dung quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, điều chỉnh giảm quy mô khu Đại học Phú Hiến từ 1.000 ha xuống còn 600 ha và bổ sung thêm một số lĩnh vực và mục tiêu cơ cấu của đề án xây dựng khu Đại học Phú Hiến. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các thủ tục xử lý đối với đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền, không có giấy tờ hoặc có nhưng không lưu giữ được, không đủ điều kiện để công nhận là đất ở. Đồng thời, hướng dẫn việc bồi thường sản xuất đất cho doanh nghiệp phải di rời, cơ chế, chính sách hỗ trợ để áp dụng chung cho toàn quốc. Chiều qua, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh Hưng Yên năm 2023 tổ chức họp phân công nhiệm vụ đối với các thành viên và triển khai một số nhiệm vụ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2023. Năm nay, tổng số chỉ tiêu nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Hưng Yên là 92 chỉ tiêu, trong đó thi nâng ngạch công chức 78 chỉ tiêu, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 14 chỉ tiêu. Tham dự kỳ thi, các thí sinh sẽ thi trắc nghiệm 3 nội dung: kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học và thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức và môn nghiệp vụ chuyên ngành đối với viên chức. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2023 tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên. Thực hiện dự án Tân Phúc Võng Phan, xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên phải di chuyển nhiều phần mộ. Thời điểm này, công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân được đặt lên hàng đầu. Để làm đường Tân Phúc Võng Phan, xã Hoàng Hoa Thám phải di chuyển khoảng 200 ngôi mộ, trong đó có 150 ngôi mộ Nghĩa Trang, thôn An Bá, khoảng 50 ngôi mộ nằm rải rác ở thôn Lanh Xá và Minh Lý. Hiện xã Hoàng Hoa Thám đã bố trí hai khu vực di chuyển mồ mả có diện tích khoảng 2,5 ha. Trong đó, Nghĩa Trang mới của thôn An Bá rộng 1,5 ha, mở rộng diện tích Nghĩa Trang thôn Minh Lý thêm 1 ha. Tuy nhiên, khu vực này nằm trong quy hoạch đất công nghiệp. Trong thời gian đợi Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vị trí các Nghĩa Trang, xã Hoàng Hoa Thám tập trung công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo, trong tuần qua thành phố đã phát hiện thêm 6 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, đưa tổng số ca mắc bệnh trên địa bàn thành phố lên 19 trường hợp. Trong đó có 2 ca nhập cảnh và 1 ca xuất cảnh sang Đài Loan, Trung Quốc. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly và điều trị 12 trường hợp bệnh đậu mùa khỉ, tất cả đều đang ổn định về tình trạng sức khỏe. Sở đã chủ động giải mã gen các loại virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, địa phương này đang phải cùng lúc đối phó với 5 dịch bệnh bao gồm sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ, đậu mùa khỉ và COVID-19. Tối qua, đội 6 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an quận Thanh Xuân, công an phường Khương Trung đã phát hiện và triệt phá một tụ điểm sang chiết khí N2O trái phép mạo danh cơ sở kinh doanh hoa quả. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ một số bình khí N2O dạng mới lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, các nhân viên của cơ sở này đang sang chiết khí N2O từ bình to sang các bình nhỏ để giao bán cho khách có nhu cầu đặt mua. Toàn bộ hơn 120 bình khí N2O đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Loại bình mới không to như các loại bình khí N2O truyền thống, có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cất giấu vận chuyển. Đặc biệt, các loại bình mới này có mùi vị riêng như dứa, nho, còn tác hại ra sao đến người sử dụng chưa rõ. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi khi giả danh xe ôm công nghệ, shipper để giao hàng hay đội lốt cơ sở kinh doanh để hoạt động buôn bán trái phép. Sáng ngày 16 tháng 10, tại ngôi nhà nhỏ nằm ở ngõ 138 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, một tiệm sửa xe máy Dã Chiến được mở, sửa chữa hoàn toàn miễn phí.
Đây là khu vực trong trận mưa lũ vừa qua bị ngập sâu từ 1 đến 1,5 mét, nhiều xe máy bị hư hỏng nặng. Những người thợ sửa xe đặc biệt này là các sinh viên trường Đại học Đông Á. Rất nhiều xe máy ngập nước hư hỏng sau trận lũ được sửa chữa miễn phí. Các thành viên chủ yếu là sinh viên thuộc khối kỹ thuật ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, điện tự động hóa. Từ ngành mình học và kiến thức sẵn, các sinh viên nhanh chóng bắt tay vào việc. Chỉ trong vòng một buổi sáng đã có hơn 30 chiếc xe máy được người dân đưa đến sửa chữa. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10, tại phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023. Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023 hướng tới mục tiêu phát triển và quảng bá du lịch thủ đô gắn liền với quảng bá du lịch Việt Nam, khai thác tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam là nguồn sáng tạo, là sản phẩm của các loại hình du lịch đặc sắc, hấp dẫn và hiệu quả. Sự kiện còn tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang áo dài với chủ đề khám phá nét son Hà Nội, lễ khai mạc truyền tải tinh thần, thời đại và tình yêu với tà áo dài cho cộng đồng. Không gian sân khấu khai mạc được thiết kế như một chuyến tàu lịch sử nối dài từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngày 16 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thao Phụ nữ tỉnh Hưng Yên năm 2023 nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023. Tham dự hội thao có 178 vận động viên đến từ 13 đơn vị, gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở hai môn bóng chuyền hơi và cầu lông. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên phụ nữ, từng bước xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU ngày 16 tháng 10 cho biết sẽ tăng gấp 3 viện trợ nhân đạo cho người dân ở dải Gaza lên 75 triệu euro và thiết lập một cầu hàng không nhân đạo qua Ai Cập để vận chuyển hàng cứu trợ người dân ở khu vực này. Phát biểu trong cuộc họp chung sau hội nghị thượng đỉnh EU và các nước Tây Ban Căng diễn ra tại Albania ngày 16 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà Ursula von der Leyen bày tỏ lo ngại sâu sắc đối với người dân Palestine sống tại dải Gaza do xung đột hiện nay giữa Israel và lực lượng Hamas. Chủ tịch EC khẳng định người dân Palestine tại dải Gaza cần được cứu trợ nhân đạo và EU sẽ nỗ lực thông qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập nối với phía nam dải Gaza để chuyển các hàng hóa thiết yếu cho các tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại khu vực. Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng tại một sân vận động ở thủ đô Bruxelles tối ngày 16 tháng 10 theo giờ địa phương, khiến hai công dân Thụy Điển thiệt mạng và một người khác bị thương. Theo giới chức Thụy Điển, một người đàn ông mặc áo khoác màu cam đi xe tay ga ở ngã tư đường với một khẩu súng trường và bắn nhiều phát đạn. Kẻ tấn công bị tình nghi đã bỏ trốn tại hiện trường sau vụ nổ súng và gây ra một cuộc truy lùng quy mô lớn, khiến Bỉ phải nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Truyền thông Bỉ cho biết nhiều khả năng hai người chết là hai cổ động viên bóng đá. Nạn nhân thứ ba cũng mang quốc tịch Thụy Điển, bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, là tài xế taxi. Ngay sau vụ tấn công này, một người đàn ông tự nhận là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đăng video và nhận mọi trách nhiệm. Hơn một tuần kể từ khi trận động đất đầu tiên kèm theo nhiều dư chấn tấn công tỉnh Herat phía tây Afghanistan khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương. Những người sống sót cho đến giờ vẫn không dám trở về nhà, phải sống trong những lều tạm ngoài trời vì lo sợ có thêm động đất. Ngay trong ngày 16 tháng 10, một trận động đất cường độ 6,4 độ đã xảy ra tại khu vực này, khiến mọi người hoảng loạn. Trước đó, hôm 7 tháng 10, trận động đất mạnh 6,3 độ Richter kèm theo hàng loạt dư chấn đã gây thiệt hại lớn về người và của trên diện rộng tại những vùng nông thôn khó tiếp cận của tỉnh Herat, phía tây Afghanistan. Bộ Quản lý Thảm họa Afghanistan cho biết, tới thời điểm hiện tại, hơn 2.400 người đã thiệt mạng. Cộng đồng quốc tế kêu gọi lập quỹ để giải quyết hậu quả của trận động đất, hỗ trợ khẩn cấp cho hàng nghìn người mất nhà cửa sau các trận động đất. Nga thông báo bắt đầu tạm dừng nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản vì Tokyo xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.
Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các sản phẩm nông nghiệp của Nga cho hay, Nga tham gia các biện pháp hạn chế tạm thời của Trung Quốc đối với việc nhập khẩu cá và các sản phẩm hải sản từ Nhật Bản kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 như một biện pháp phòng ngừa. Các biện pháp hạn chế nhập khẩu sẽ được duy trì cho đến khi có thông tin đầy đủ và cần thiết để xác nhận sự an toàn của các sản phẩm hải sản. Trước đó, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu tất cả thủy sản từ Nhật Bản để phản ứng việc Tokyo hồi tháng 8 năm 2023 đã bắt đầu xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima xuống Thái Bình Dương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.